trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt qua hàng loạt bản hit đình đám như là Hồng Nhan, Bạc Phận và mới đây nhất là Sóng Gió. Bộ đôi ăn ý KIC và Jack đã trở thành cái tên nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Vốn được công chúng biết đến với hình ảnh trẻ trung điển trai, nhưng chỉ mới đây thôi, hai anh chàng lại khiến fan hoang mang khi đăng hình ảnh khoe mái tóc xoăn tít như tô mì gói. Đăng tải hình ảnh với kiểu tóc mới, nhiều fan bày tỏ sự bất ngờ, thắc mắc về lý do chủ nhân bản hit Sóng Gió chơi lớn. Vì kiểu tóc lãng tử như trước được cho là rất phù hợp với hình tượng trẻ trung cũng như phong cách âm nhạc mà hai anh chàng đang theo đuổi. Trong khi ai nấy không khỏi tò mò về sự thay đổi đột ngột này, thì không lâu sau, Jack và KICM đã tiếp tục đăng tải hình ảnh mới. Lúc này, cả hai đã quay trở về với hình ảnh quen thuộc với mái tóc vuốt keo bảnh bao, điển trai. Hào hứng khoe tóc và còn diện vest tạo dáng cực bành tỏn bên xe hơi sang chảnh. Nhưng chẳng mấy ai ngờ, tóc thì chẳng ai khen, mà chỉ toàn thấy fan soi bụng của KICM và biểu cảm của Jack trong bức ảnh. Bên dưới phần bình luận, nhiều fan hài hước nhắc đến quả bụng toàn nước lèo của KICM lộ rõ mồn một sau lớp áo. Thậm chí, anh chàng YouTuber nổi tiếng Chris Evil Gamer còn lầy lội cho rằng tóc không còn mì gói nữa mà vì tất cả đã vào bụng hết rồi. Sau khi thấy fan liên tục trêu chọc, anh chàng producer sinh năm 1999 phải lên tiếng nhắc nhở mọi người ngừng xoay bụng của mình. Trong khi đó, Jack cũng chẳng may mắn hơn KICM là mấy khi cũng bị fan trêu chọc biểu cảm của mình trong bức ảnh, tạo dáng ngầu lòi, bảnh bao trong bức ảnh là thế. Nhưng có vẻ như anh chàng lại quên mở mắt. Điều này đem đến cho cộng đồng fan có một trận cười ná thở. Nhiều fan lầy lội hỏi, chẳng biết Jack đang mở mắt hay là nhắm mắt. Đăng ảnh để khoe tóc mới nhưng mà chỉ toàn thấy người hâm mộ trêu chọc đến mức toàn soi bụng và soi biểu cảm. Vậy mới thấy không chỉ có Jack KICM mà cả cộng đồng fan của hai ca sĩ producer trẻ này cũng lầy lội hài hước không kém đúng không nào?